luôn luôn nhớ đến Thượng Đế. Tao nói những vấn đề này với quý vị dường như không liên quan đến chuyện tu hành, nhưng cũng có liên quan đến tu hành bởi vì có nhiều người than phiền với tôi về chuyện gia đình. Nếu như gia đình không an ổn thì chúng ta cũng sẽ không thể an tâm tu hành. Nhiều người có khái niệm sai lầm về tình yêu và hôn nhân hoàn mỹ. Họ nghĩ rằng nếu yêu một người thì phải ngày đêm đeo theo người ấy, đi nhà vệ sinh cũng theo. Đừng nói chi đến vợ chồng, nhiều khi bạn bè cũng suốt ngày đeo theo nhau, đi nhà vệ sinh cũng hỏi, tôi muốn đi, anh đi không? Đi, mình đi với nhau. Có tình trạng như thế không? Tôi thấy có người như thế. Dù ở trong hoàn cảnh nào cũng phải nhớ đến Thượng Đế, nhớ đến Phật, thay vì đeo dính nhau, chỉ nhớ đến bạn, quên mất Thượng Đế của chính mình. Nhiều người có khái niệm sai lầm thế này. Ồ, hai người kia yêu nhau tha thiết, cho nên lúc nào cũng ở bên nhau. Loại quan hệ như thế về sau thế nào cũng có vấn đề. Quý vị nghĩ rằng tuần trăng mật là thời gian ngọt ngào nhất. Thật ra, đa số người nói rằng họ cảm thấy có rất nhiều áp lực, rất đau khổ. Cả cuộc đời họ chưa bao giờ thân mật với một người nào như thế, cho nên họ cảm thấy như mất đi sự riêng tư, không còn khoảng trống nào cho bản thân. Thời gian trăng mật ngược lại đã mang đến áp lực rất lớn và họ chỉ mong sao sớm qua để được về nhà nghỉ ngơi. Đây là bản nghiên cứu thống kê tôi đọc trên báo. Đừng cho rằng chúng ta yêu nhau rồi cứ đeo dính bên nhau, việc gì cũng phải làm chung với nhau. Điều này không đúng. Quý vị sẽ mất đi tinh thần độc lập. Chúng ta quen dựa vào nhau đến khi người bạn kia không còn nữa, hoặc là chết mất đi, chúng ta thiếu điều cũng muốn chết theo. Chẳng lạ gì mà nhiều người nói rằng sau khi chồng hoặc vợ của họ chết đi, họ cũng muốn chết theo. Họ không sống nổi bởi vì quen được người kia chăm nom, săn sóc. Hôn nhân và tình bạn cũng có chỗ tốt bởi vì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở vị Phật bên trong của nhau, nhắc nhở nhau tu hành. Như thế mới là sự giúp đỡ tốt nhất. Bất cứ hoàn cảnh nào, quan hệ nào giúp nhắc nhở chúng ta tu hành, nhắc nhở chúng ta có Phật tính bên trong, đó là một quan hệ tốt, một tình yêu đẹp, một tình cảm quý. Nếu sau khi có quan hệ với một người nào đó, chúng ta ngày càng quên đi Thượng Đế, chỉ nhớ đến mỗi người đó thôi, quên Phật, quên cả tu hành, thì chúng ta biết quan hệ đó không tốt. Những quan hệ tốt chúng ta giữ gìn, những quan hệ xấu chúng ta thay đổi hoặc cắt đứt. Chúng ta sinh ra trên thế giới này, mục đích là để chúng ta tìm được bản tính của mình, để nhận thức Thượng Đế, nhận thức Phật tính, chứ không phải đến đây để kết bạn. Trừ khi chúng ta nhớ lại chân tính của mình, không việc gì khác có thể mang lại cho chúng ta niềm vui vĩnh cửu. Là một người lắng nghe giỏi. Vấn: chúng ta làm cách nào để giúp đỡ người khác, thí dụ như những người không phải là thân nhân của mình, và làm sao để giúp khi họ đang bị đau khổ, dằn vặt? Sư phụ, quý vị chỉ có thể nói chuyện với họ hay lắng nghe họ kể về sự đau khổ của họ. Hãy lắng nghe, hãy làm người lắng nghe giỏi. Đôi lúc chỉ cần làm người lắng nghe giỏi đã là sự giúp đỡ lớn lao. Bởi vì hầu hết những người đang đau khổ chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của họ. Họ muốn tìm người nào thông cảm với sự đau khổ mà họ đang phải chịu đựng trong thời điểm đó. Cho nên bằng cách lắng nghe, quý vị đã cho họ nhiều sự an ủi rồi. Nếu họ yêu cầu quý vị cho lời khuyên, thì hãy cố gắng hết khả năng hiểu biết của mình để giúp họ. Hoặc là giúp họ bằng một cách khác, như là điều chỉnh một vài chi tiết vật chất cho họ, hay làm một vài việc vặt mà họ yêu cầu vào lúc đó. Hãy làm hết khả năng mình, và dĩ nhiên là trong phạm vi của giới luật. Hãy làm cha mẹ tốt và thương yêu. Chỉ làm bổn phận của mình, được rồi, đừng lúc nào cũng gán ép việc đó cho tôi. Nếu quý vị phải làm bài thi, hãy học chăm chỉ. Nếu quý vị muốn con cái yêu thương quý vị, hãy làm bậc cha mẹ từ ái, thông cảm, ân cần. Hãy làm bạn, đừng làm người độc tài kiểm soát trong nhà. Ồ, tôi biết kiểm soát rất dễ, vì quý vị có tất cả quyền lực. Con cái lúc nào cũng phải hỏi xin quý vị mọi điều.
Họ phải dựa vào quý vị để có mọi thứ. Chút ít tiền tiêu vặt, chút thức ăn, chiếc xe đạp nhỏ. Hãy nghĩ cho họ, nếu quý vị là họ. Họ hoàn toàn lệ thuộc quý vị, họ sẽ rất bực dọc, nhất là khi họ trưởng thành. Họ là nhân vật nào đó trước mặt bạn bè. Ở nhà họ giống như người yếu đuối, lúc nào cũng phải nài xin mọi thứ. Dĩ nhiên quý vị thấy mình có quyền. Không được, John, hôm nay không được, bây giờ không được. Không được, mẹ sẽ suy nghĩ tới điều đó. Đi ra ngoài, làm việc này, việc nọ, việc kia. Hãy làm bậc cha mẹ tử tế, từ ái và hợp lý. Tôi không có ý cưng hư con cái quý vị, nhưng hãy hợp lý. Thử nghĩ nếu quý vị là họ, quý vị sẽ làm thế nào? Đừng cưng hư con cái và đừng mua cho họ những thứ không cần thiết. Đừng kiểm soát con cái quá khắt khe, rồi con cái sẽ thương quý vị. Họ sẽ ở lại. Nếu đã làm mọi việc này rồi, và họ vẫn đi, thì được thôi. Nhân quả đã chấm dứt. Đó có nghĩa là bây giờ giữa hai người quý vị không còn quan hệ nhân quả nữa. Đừng yêu cầu tôi bắt họ lại cho quý vị. Tôi không phải là cảnh sát và cũng không muốn kiểm soát con trai con gái của quý vị. Đó là chuyện của quý vị, hiểu chứ? Công việc của quý vị là nuôi con lớn, làm bạn với họ, để họ tin tưởng quý vị và cảm thấy dễ chịu khi ở nhà. Như vậy họ không bỏ đi. Trẻ em bỏ nhà đi đều có lý do. Thứ nhất, có lẽ ở nhà không thoải mái. Thứ hai, do ảnh hưởng xấu bên ngoài. Hãy tìm hiểu lý do và giúp đỡ họ, hiểu không? Đừng đổ lỗi cho họ quá nhiều, đừng quá khắt khe, đừng kiểm soát họ quá mức. Làm vậy dĩ nhiên con cái sẽ bỏ đi. Bên ngoài họ không thể hòa đồng với bạn bè và bị bạn gây áp lực, rồi về nhà không được cha mẹ thông cảm. Và dĩ nhiên con cái sẽ bỏ đi. Họ không có nơi để đi, không biết phải làm gì. Nhiều khi trường học là vấn đề đối với trẻ em. Quý vị phải luôn luôn gần gũi con cái, hỏi han họ, để họ tin tưởng quý vị, để họ có thể kể quý vị nghe mọi chuyện. Vì nhiều khi ở trường con cái bị bắt nạt, nhưng không dám kể cha mẹ nghe, hoặc không dám mách với thầy cô, vì bị đe dọa hay đại khái dạy. Hoặc họ không tin tưởng cha mẹ ở nhà. Do cha mẹ không thông cảm và lúc nào cũng gây áp lực, ép con cái làm việc này việc kia, kiểm soát con cái thay vì cố gắng thấu hiểu vấn đề của con cái. Trưởng thành đã là vấn đề lớn cho bất kỳ trẻ em nào. Tuyến nội tiết mãnh liệt, trẻ em tranh đua với nhau, bị đồng bạn bắt nạt, đủ mọi chuyện gây áp lực cho thanh thiếu niên. Nếu quý vị còn ép buộc con nữa, chắc chắn quý vị sẽ mất con. Hãy làm bậc cha mẹ tốt, dù giữa hai bên có gì đi nữa, nhân quả tốt hay xấu, hãy cố chấp nhận và làm cha mẹ tốt để quý vị có thể giúp chúng sinh khác trở nên thiện lành. Cho dù người đó, quý vị thấy như anh ta có lẽ không phải là bạn mình trong tiền kiếp, nhưng bây giờ quý vị ở bên nhau, quý vị phải làm bạn với nhau. Hãy chăm sóc cho chúng, đừng lúc nào cũng cầu. Sư phụ ơi, xin giúp con cái con thành con trai tốt, con gái ngoan. Sao tôi làm được? Nếu quý vị cứ gây áp lực cho con cái, thì họ sẽ làm điều họ nghĩ. Hãy hiếu thuận với cha mẹ. Nếu cha mẹ quý vị còn sống, làm ơn hiếu thảo với họ, nghe chưa? Sau khi họ ra đi thì đã quá muộn. Trong thế giới này, khi gặp cha mẹ tôi cũng cảm thấy rất vui. Tôi cảm thấy như đứa trẻ. Tôi cảm thấy tự hào như một đứa trẻ có mẹ, có cha. Sau khi họ qua đời, tôi cảm thấy như trẻ mồ côi. Dường như ở thế giới này không ai khác sẽ thương tôi nhiều hơn cha mẹ tôi. Khi quý vị còn cha mẹ, quý vị bận rộn với nhiều thứ. Quý vị bận rộn với vợ, chồng hay con cái của mình, quý vị quên họ. Nếu không thể gặp cha mẹ thường xuyên lắm, quý vị nhắn hỏi họ càng nhiều càng tốt. Làm người già vui hơn. Vì họ lớn tuổi không ai chăm sóc họ. Khi quý vị vui vẻ, quý vị không nhớ tới họ. Khi người ta già nó khác, hiểu không? Hôm nay họ đau chỗ này, ngày mai đau chỗ kia. Đôi lúc họ bệnh,
không muốn đứng dậy để nấu ăn. Con cái đều khôn lớn và bỏ đi, con cái chỉ lo cho bản thân họ và không màng đến cha mẹ. Hãy cố gắng chăm sóc cho họ càng nhiều càng tốt. Đừng gửi họ đến nhà dưỡng lão. Nếu không thể chăm sóc họ và phải đưa họ đến đó, quý vị nên thăm họ thường xuyên để coi sóc sức khỏe của họ và mang thức ăn cho họ. Thật là một phúc lành khi có cha mẹ bên cạnh. Quý vị không nhớ vì quý vị quá bận rộn hay vì họ thấy họ hoài. Hoặc rất dễ để gặp họ. Nếu gặp họ hoài, quý vị không cảm thấy có gì đặc biệt. Tôi không gặp họ đã một thời gian dài. Thật khó cho họ ra khỏi Âu Lạc, Việt Nam. Cho đến khi gặp được họ, tôi thật vui mừng. Quý vị thấy là tôi nấu ăn cho họ và hái rau cải cho họ. Trước khi họ đến, tôi đã trồng rau muống rồi. Cha mẹ tôi thích rau muống. Dĩ nhiên họ cũng ăn những thứ khác, nhưng họ thích rau muống. Rau đó là từ quê của họ. Cha tôi rất cảm kích. Ông cứ vui vẻ nói, cha không hề nghĩ là mình vẫn còn có thể có rau muống tươi ở Hồng Kông. Tôi nói, dĩ nhiên, con trồng và đợi cha mẹ đến. Rau muống mọc rất nhanh, điểm chính là tôi tưới rất nhiều nước. Tôi tưới nước rất nhiều mỗi ngày, tôi yêu cầu chúng lớn nhanh. Tôi không còn giờ nữa, mọc nhanh giùm nhé. Rau muống cũng rất lo, được, 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 cứ cho tôi thật nhiều nước thì sẽ tốt thôi. Không phải tôi cho họ thứ gì rất đặc biệt, chỉ là rau muống thôi. Cha tôi rất vui mừng, mẹ tôi không bày tỏ cảm xúc nhiều lắm. Cha tôi nói thêm, ôi chào, cha không bao giờ nghĩ mình được ăn rau muống ở đây. Lại rất tươi, hái thẳng từ vườn vào nấu. Tôi tự nấu ăn cho họ, tôi phục vụ cho họ, tôi rất vui. Lúc đó tôi cảm thấy rất vui. Cố gắng nhớ nhé, hãy quan tâm đến cha mẹ quý vị nhiều hơn. Vẻ đẹp nằm trong mắt người chiêm ngưỡng. Vẻ đẹp nằm trong mắt người chiêm ngưỡng, hãy nhớ điều đó. Nếu đầu óc quý vị dơ bẩn, thì cái gì quý vị nghĩ cũng dơ bẩn, ngay cả quan hệ tình dục cũng trở thành bẩn thỉu đối với quý vị. Đó là món quà từ Thượng Đế. Nếu điều đó không tốt, Thượng Đế đã chẳng tạo ra. Nhưng tình dục phải đi kèm với tình yêu. Nếu quý vị yêu thương người nào, thì đó giống như sự tán dương tình yêu giữa hai người. Nếu quý vị muốn biểu lộ bằng cách đó. Nhưng đừng nghĩ gì dơ bẩn về tình dục. Đừng cố lạm dụng người khác chỉ vì muốn kềm chế hay chiếm hữu. Như vậy là lạm dụng món quà hạnh phúc tình dục mà Thượng Đế ban cho. Nếu có hai người yêu nhau, lấy nhau, đó là chuyện của họ. Và nếu quý vị lấy nhau và thương nhau, đó không phải là chuyện của người khác. Quý vị có thể ăn nằm với nhau hay không ăn nằm với nhau, đó là chuyện của quý vị. Hoàn toàn là quyền của quý vị, cách quý vị biểu lộ chính mình, cách quý vị chọn để biểu lộ chính mình. Chúng ta chọn biểu lộ chính mình qua nhiều cách khác nhau. Nếu đầu óc chúng ta trong sạch thì cái gì cũng trong sạch, miễn là chúng ta không làm cho ai đau khổ. Miễn là chúng ta có lòng tin nơi Thượng Đế, tin rằng mọi việc Thượng Đế an bài đều tốt cho chúng ta, dù lúc bấy giờ thấy có vẻ như không tốt. Thí dụ chiều nay, tôi hỏi thăm một trong những đồng tu nam là vợ anh ta có trở lại với anh không? Anh ta trả lời là không. Cô ấy đã bỏ con luôn rồi. Nhưng anh ta lại có người khác tốt hơn. Dĩ nhiên trong thời gian đó anh ta phải chịu khổ một chút. Đôi khi chúng ta tưởng đó là xấu cho chúng ta, nhưng không phải như vậy. Tôi đã nói là nếu Thượng Đế lấy đi từ chúng ta thứ gì, Ngài sẽ ban cho thứ khác. Và chúng ta phải có đủ sức mạnh tinh thần, có trí huệ và con tim mở rộng để cảm tạ khi được Ngài ban cho một điều gì mới để thử nghiệm, để có một cuộc mạo hiểm mới, thử thách mới, khả năng sáng tạo mới. Đừng ngồi đó mà hờn dỗi. Ôi, người trước của mình tốt hơn. Chưa chắc. Cô ta có thể không thích anh ta. Có lẽ anh cảm thấy là tốt hơn bởi vì nó là quá khứ. Mỗi khi chúng ta nghĩ về quá khứ, chúng ta đang tự lừa gạt mình. Chúng ta cho rằng quá khứ là tốt. Tôi nói thật, sống trong hiện tại là tốt nhất bởi vì hiện tại là tất cả những gì chúng ta có. Cho dù quá khứ có thật sự tốt đẹp,
Chứ dù đầu óc không lừa gạt để quý vị nghĩ rằng quá khứ là tốt đẹp, chẳng hạn như người vợ trước hay người tình trước là tốt hơn, thì đó vẫn là quá khứ. Mình không có nó nữa. Cleopatra đã chết rồi. Vậy thì hãy mãn nguyện với bà X là bà vợ của vị trong lúc này. Phần lớn vấn đề trong đời sống là do chúng ta tự tạo ra. Chúng ta tưởng tượng ra rất nhiều rác rưới bởi vì chúng ta có định kiến là hoàn cảnh phải như thế nào dựa vào kinh nghiệm quá khứ của chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ là phải như vậy và đòi hỏi sự việc xảy ra theo đường hướng cũ hay theo cách mà chúng ta nghĩ. Rồi chúng ta làm cho đời sống của mình đau khổ. Nếu chúng ta cởi mở, đón nhận những thử thách mới, đón nhận món quà từ Thượng Đế trong từng giây phút bất cứ là gì, với sự nhiệt tình và hiếu kỳ, và hợp tác với bất cứ ai ở bên cạnh chúng ta để mang lại hạnh phúc cho nhau, thì mọi điều là thiên thần, và mỗi giây phút đều là thiên đàng. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bản tin và các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.